Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Thành ủy Đồng Hới biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Lực lượng vũ trang bộ trạch chung sức xây dựng nông thôn mới. Sáng nay ngày 6 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 5 tháng đầu năm 2018. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng thời báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri trong thời gian qua. Cử tri huyện Lệ Thủy đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn đề như tình trạng xuống cấp ở các cầu dân sinh dọc tuyến đường liên xã Văn Thủy, Mỹ Thủy gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đoạn kè dọc sông Kiển Giang, đoạn đi qua thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, một số chỗ bị rạn nứt. Cử tri xã Mỹ Thủy phản ánh tình trạng xuống cấp ở dãy phòng học trường mầm non Mỹ Thủy, đồng thời đề xuất xây dựng hệ thống kênh mương sau hồ đập làng để đảm bảo phục vụ tưới tiêu. Làm hệ thống cảnh báo ở các tuyến đường ngang dân sinh qua hệ thống đường sắt Bắc Nam để đảm bảo an toàn giao thông. Đề xuất nâng cấp chợ Mỹ Thủy nhằm tạo thuận lợi cho người dân và tiểu thương trong việc giao thương hàng hóa. Một số cử tri cũng có ý kiến xung quanh chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, các chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại diện lãnh đạo các sở ngành và huyện Lệ Thủy đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri theo đúng thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến phản ánh và kiến nghị của cử tri, đồng thời trực tiếp giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa chính sách đối với thương binh, thanh niên xung phong, tập trung rà soát để đảm bảo chế độ cũng như công bằng cho những người có công với cách mạng. Về những ý kiến đề xuất đầu tư hạ tầng, cần xem xét ưu tiên cho những địa phương khó khăn, những công trình cấp thiết. Những ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cùng trong sáng nay ngày 6 tháng 6, tại thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2018, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian qua và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Cử tri thị trấn Nông Trường Lê Ninh và các xã lân cận đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là hoạt động du lịch. Cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số vấn đề như nước sạch cho nhân dân vùng thị trấn Nông Trường Lê Ninh và xã Hoa Thủy, vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác mỏ, các trạm nghiền vật liệu xây dựng trên địa bàn gây ra, việc chậm cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn, vấn đề đền bù trong giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 220 kV. Nhiều cử tri kiến nghị cần quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực thị trấn cho xứng tầm. Sau khi lắng nghe cử tri phản ánh, trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu và giải trình một số đề xuất kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại được tập hợp và chuyển đến các cơ quan có chức năng thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay ngày 6 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, trong 5 tháng đầu năm 2018, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh nói chung và tại các khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng có sự tăng trưởng, doanh thu xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu đạt 1.760 tỷ đồng,
Trong đó một số mặt hàng có sản lượng tăng khá như dăm giấy, áo sơ mi xuất khẩu, gạch tuy nen, nước sinh hoạt, bê tông tươi, gạch không nung. Dự ước doanh thu những tháng đầu năm là khoảng 2.000 tỷ đồng, đạt 131% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa bốc xếp qua cảng Hòn La đạt hơn 685.000 tấn, đạt 107% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt gần 939 tỷ đồng, đạt 301% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước 120 tỷ đồng, đạt 117% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu công nghiệp, khu kinh tế vẫn chưa đồng bộ, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa cao, việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, đại diện các sở ngành địa phương liên quan đã thảo luận đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, thúc đẩy hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế ngày càng phát triển. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế trong thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018. Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về phía Ban Quản lý Khu Kinh tế, cần rà soát lại quy hoạch để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh theo phù hợp, nhất là các khu công nghiệp, khu kinh tế quan trọng. Triển khai một số quy hoạch chi tiết cần thiết để triển khai các dự án mà nhà đầu tư đã đăng ký. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu, các dự án đang triển khai đã được bố trí vốn trong năm 2018, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và kỹ thuật. Quản lý tốt cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, giải quyết khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư, đôn đốc các dự án chậm tiến độ. Rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đối với các dự án đã được cấp đất nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ. Ngày 6 tháng 6, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đồng Hới đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan hành chính đã gắn việc làm theo Bác với xây dựng tác phong làm việc. Đảng bộ khối xã, phường gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngành giáo dục với phong trào xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo. Các khu dân cư với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đảng bộ công an thành phố gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới nhấn mạnh trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập đi đôi với làm theo Bác. Chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Coi trọng việc tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa xây với chống. Đồng thời, đề cao vai trò nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng để đánh giá, nhận xét tổ chức cá nhân hàng năm và cả nhiệm kỳ. Dịp này, 19 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được lãnh đạo thành phố Đồng Hới biểu dương, khen thưởng. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng những tháng đầu năm 2018 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào kết quả quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ các chủ trương giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần kỹ thuật. Tiêu biểu là đã tham mưu và tổ chức tốt gặp mặt tướng lĩnh quân đội, công an quê hương Quảng Bình, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo chất lượng đúng tiến độ, tổ chức sôi nổi các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hoàn thành có chất lượng việc làm điểm giảng dạy chính trị cho các đối tượng và sơ kết 5 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới ở cấp huyện, thị, thành và cấp tỉnh, thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Với 8,15 điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu xếp loại giỏi về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. Về nhiệm vụ thời gian tiếp theo, đồng chí Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, trưởng đoàn công tác, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, bảo đảm tham mưu xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo tổ chức tốt nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, tổ chức có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và làm tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật tài chính cho hoạt động của cơ quan đơn vị và nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Hôm qua ngày 5 tháng 6, đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đoàn do đồng chí Trần Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn về kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018. Từ đầu năm đến nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai đạt hiệu quả cao. Tính đến tháng 5 năm 2018, đã có 10 trên 14 đơn vị đoàn cấp huyện, hơn 170.000 cán bộ đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham gia học tập quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hướng nghiệp cho trên 13.000 đoàn viên thanh niên, giúp đỡ gần 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi tiếp tục duy trì có bước phát triển mới như phong trào thiếu nhi Quảng Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, hội thi tuyên truyền măng non thiếu nhi bảo vệ đường sắt năm 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã ghi nhận những thành tích đạt được của cả cấp bộ đoàn của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy và vận dụng trí tuệ sáng tạo của thanh niên vào các hoạt động của công tác đoàn. Ban Thường vụ tỉnh đoàn cần tiếp tục chủ động hướng dẫn cho các cơ sở đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Cùng ngày, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thanh đoàn Đồng Hới và trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hai thanh niên cứu nạn du khách bị lật thuyền trên sông Son, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Hưởng ứng tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, chiều qua ngày 5 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quảng Phúc tổ chức lễ ký kết xây dựng mô hình khu dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường biển tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc. Đây là một trong những mô hình được chọn làm điểm cấp tỉnh. Với chủ đề Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2018 nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Việc xây dựng mô hình điểm, khu dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường biển tại Tân Mỹ sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường, từ đó nhân rộng ra địa bàn toàn phường, toàn thị xã và toàn tỉnh. Để xây dựng mô hình khu dân cư tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường biển, 450 hộ dân trong tổ dân phố Tân Mỹ đã ký cam kết luôn tích cực vệ sinh dọc bờ biển, vệ sinh đường làng ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải, rác thải bừa bãi. Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người, cùng nhau hành động vì môi trường, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày 5 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Trạch tổ chức lễ ký kết xây dựng mô hình điểm khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường tại thôn Phúc Tử Đông, xã Đại Trạch. Để xây dựng mô hình khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và phát huy mô hình đường hoa cây cảnh, hơn 400 hộ dân trong thôn đã ký cam kết luôn tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả nước thải, rác thải bừa bãi. Và 100% hội viên tham gia trồng, chăm sóc cây cảnh ở các trục đường làng, ngõ xóm.
việc xây dựng mô hình điểm, khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng mô hình đường hoa, cây cảnh tại xã Đại Trạch sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương đối với công tác bảo vệ môi trường, từ đó nhân rộng ra địa bàn toàn huyện. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp diễn ra an toàn, nghiêm túc. Lực lượng vũ trang Bố Trạch chung sức xây dựng nông thôn mới. Sáng nay ngày 6 tháng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý, quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử cho cán bộ tham gia xử lý thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại thành phố Đồng Hới. Tại lớp tập huấn, các học viên là cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ lĩnh vực đất đai tại bộ phận một cửa liên thông thành phố, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố. Lãnh đạo và công chức địa chính các xã phường trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã được giới thiệu tổng quan về hệ thống một cửa điện tử, hướng dẫn quy trình xử lý hồ sơ bao gồm hồ sơ đất đai tiếp nhận từ xã phường và liên thông huyện thành phố, hồ sơ chỉ xử lý tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và các chức năng xử lý khác. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cả cán bộ tham gia xử lý thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai nâng cao kỹ năng xử lý, quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính của ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Sáng ngày 5 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng và quản lý câu lạc bộ liên thể hệ từ giúp nhau cho các câu lạc bộ mới thành lập trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ liên thể hệ từ giúp nhau là một tổ chức cộng đồng, thông qua tiếp cận liên thể hệ, từ giúp nhau dựa vào cộng đồng, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng đến giúp đỡ người cao tuổi nghèo và cận nghèo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 95 câu lạc bộ liên thể hệ giúp nhau với trên 5.100 thành viên tham gia. Trong năm 2017, đã thành lập mới thêm 10 câu lạc bộ, trong đó thị xã Ba Đồn có 1 câu lạc bộ. Hội nghị hướng dẫn cho ban chủ nhiệm các câu lạc bộ mới thành lập về phương pháp và quy trình thành lập câu lạc bộ, quản lý và tổ chức tham mưu học tập mô hình câu lạc bộ điển hình, hướng dẫn triển khai các hoạt động tại câu lạc bộ như lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng. Hôm qua ngày 5 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2018-2019 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Buổi sáng, các thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khó hơn so với năm trước vì trong đề thi có các sàng toán phân loại học sinh, nhất là ở phần hình học. Tuy nhiên, dù được cho là đề thi khó, nhưng đối với một số thí sinh do đã được ôn tập cũng như nắm vững kiến thức, nên nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi khá tốt. Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi các môn thi chuyên. Đây là môn thi có điểm hệ số 2, nên bước vào buổi thi cuối, nhiều thí sinh khá lo lắng căng thẳng. Sau khi kết thúc các môn thi, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi các môn chuyên năm nay bám sát với chương trình nội dung thực tế các em đã học. Việc ra đề năm nay có nhiều điểm mới, không rập khuôn, đòi hỏi học sinh phải nắm vững kiến thức, khả năng tổng hợp và tư duy logic mới có thể hoàn thành tốt bài thi. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày thi có 22 thí sinh bỏ thi, không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi. Dự kiến vào cuối tháng 6 này, sau khi công tác chấm thi, phúc khảo bài thi hoàn thành, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình sẽ công bố và niêm yết kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2018-2019. Ngày 5 tháng 6, Quỹ từ thiện Kaizokofun phối hợp với trường tiểu học số 2 An Thủy, huyện Lệ Thủy tổ chức trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Theo đó, đại diện Quỹ từ thiện Kaizokofun đã trao 5 suất học bổng với tổng trị giá 180.000 yên Nhật, tương đương khoảng 37 triệu đồng cho các em học sinh nghèo đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Qua đó, đồng viên khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập để trở thành những công dân có ích trong tương lai. Được biết, thời gian qua, Quỹ từ thiện Kaizokofun cũng đã tài trợ cho trường tiểu học số 2 An Thủy, huyện Lệ Thủy xây dựng công trình bể bơi với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo ở huyện Minh Hóa ngày càng được nhân rộng. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp gia đình chị em phụ nữ có thu nhập ổn định. Đồng hành cùng với hội viên trong phong trào phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Minh Hóa đã tạo điều kiện cho hội viên nắm bắt khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt,
Bên cạnh đó, từ mô hình tiết kiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đã tiết kiệm được trên 1,2 tỷ đồng cho 400 hội viên vay không lãi để đầu tư chăn nuôi buôn bán. Nhờ đó đã tạo động lực cho nhiều chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư mô hình kinh tế trang trại gia trại. Các mô hình như trồng thanh long, rau sạch, trồng ổi, nuôi cá, lợn bản, ông lấy mật ngày càng được nhân rộng. Riêng trong năm 2017, toàn huyện đã phát triển bởi 24 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ hộ, đưa tổng số các mô hình điển hình lên trên 500 mô hình, trong đó có trên 100 mô hình cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích đất đồi kém hiệu quả, trong những năm gần đây, người dân xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, trong đó cây sim là loại cây được lựa chọn nhằm đem lại thu nhập cao cho người dân ở phía Tây huyện Lệ Thủy. Cuối năm 2017, được sự hỗ trợ của dự án phát triển bền vững vì người nghèo Quảng Bình, xã Kim Thủy đã thành lập nhiều tổ hợp tác sản xuất, trong đó có một tổ hợp tác trồng sim. Với sự tham gia của 26 hộ dân ở bản Cổ Kiêng và An Mã, tổ hợp tác đã triển khai trồng trên 5,5 hectare sim. Hiện nay, cây sim được sự chăm sóc đúng kỹ thuật và phát triển tốt. Theo dự kiến, sau một năm trồng, cây sim trên vùng đất đồi Kim Thủy sẽ cho thu hoạch đợt quả đầu tiên. Trong những năm gần đây, sim rừng ngoài giá trị kinh tế còn được xem là loài thuốc quen thuộc trong dân gian, là nguyên liệu để chế xuất nhiều sản phẩm như trà, rượu, mật được nhiều người ưa chuộng. Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Bình đã có chính sách phát triển và bảo tồn giống sim trên địa bàn và đã triển khai nhiều tổ hợp tác trồng loài cây này. Đây được xem là hướng chuyển đổi cây trồng, hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập cao cho người dân miền núi Kim Thủy nói riêng, huyện Lệ Thủy nói chung, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Bố Trạch đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, phối hợp cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và nhân dân trong toàn huyện thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch đã phối hợp cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Đặc biệt, xác định công tác vận động quân chúng là nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự huyện luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và bám sát cơ sở để nắm tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, từ đó có những hỗ trợ thiết thực và có hiệu quả. Thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi là hướng về vùng đồng bào có đào, vùng đồng bào dân tộc miền núi, những nơi khó khăn nhất bị tàn phá trong chiến tranh, cũng như là hiện nay thì là trong cái điều kiện mà nhân dân thì cái điều kiện kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, cho nên là đây là một trong những cái việc làm mà chúng tôi xác định thấy rằng là có ý nghĩa rất là thiết thực để là giúp cho là đồng bào là giảm bớt khó khăn rồi để là thực hiện là với cái trách nhiệm của đội quân công tác để là hoàn thành cái mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch đã chọn thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch để giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 18 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20%. Ban chỉ huy quân sự huyện Bố Trạch đã huy động gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện, lực lượng dân quân xã Phúc Trạch giúp dân sửa chữa nhà văn hóa thôn, làm vệ sinh môi trường và giúp dân phát triển sản xuất. Dạ, hôm nay làm được năm sao ruộng, đều trời mưa gió nó là bị lụt xoáy bộ đi là cắt. Hôm nay giờ có đoàn dân quân về thành nên họ ra họ giúp đỡ cho gia đình, rất cảm ơn. Được sự quan tâm của Ban chỉ huy quân sự huyện, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện làm công tác dân vận, giúp bà con nhân dân thôn Ba Phúc Khê tu sửa nhà văn hóa, nạo vét canh mương, về tu sửa đường giao thông nông thôn. Đây là một cái chương trình nội dung công tác rất là có ý nghĩa, nhằm giúp cho địa phương của thôn Ba Phúc Khê là thực hiện cái công tác về xây dựng nông thôn mới. Và đồng thời là trong cái lần làm công tác dân vận này thì để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp với bà con nhân dân Phúc Khê và thể hiện cái tình cảm quân dân như cả với nước. Qua hơn 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện Bố Trạch đã vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp hơn 100 triệu đồng, hơn 3.800 ngày công để sửa chữa nhiều nhà văn hóa thôn, xây dựng 20 km đường giao thông nông thôn, làm mới sửa chữa 70 cổng rãnh, nạo vét 28 km canh mương nội đồng,
qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, khẳng định được vai trò của lực lượng vũ trang trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng phát triển. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.